Sáng 14 tháng 1, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng tham dự. Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất công nghiệp, doanh thu thương mại toàn tỉnh có tăng trưởng nhưng thấp so với năm 2020 và thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy vậy, ngành công thương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. GRDP của tỉnh tăng 2,15%, trong đó ngành sản xuất công nghiệp có mức đóng góp lớn nhất. Riêng lĩnh vực thương mại, bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 188.000 tỷ đồng, tăng hơn 2,4% so với năm 2020. Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều giải pháp cách làm hay, sáng tạo được áp dụng như mở các điểm bán hàng bình ổn giá lưu động đến tận các khu cách ly, phong tỏa, hay các hình thức mua bán hàng online và giao hàng tận nhà được áp dụng tối đa. Nhờ đó, giá cả ổn định, trên địa bàn không xảy ra tình trạng găm hàng, nâng giá. Còn trong giai đoạn hiện nay, dịch COVID-19 dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại đã dần được khôi phục. Doanh nghiệp đã hoạt động trở lại 99%, chợ truyền thống cũng mở lại. Ngoài ra, còn có 256 cửa hàng tiện lợi và điểm bán hàng thay thế trong mùa dịch COVID-19 đang hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu cho người dân. Tại hội nghị, ngành công thương đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Ứng dụng cái công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cái chương trình xúc tiến thương mại. Thứ hai nữa là phải đẩy mạnh cái việc mà tiêu thụ các hàng hóa qua sàn thương mại điện tử của tỉnh và của Westmark trên địa bàn cũng như là các cái sàn thương mại điện tử khác, và là tăng cường, như tôi nói là ứng dụng trong cái công nghệ về xuất thương mại, thì cái việc mà kết nối cung cầu rồi là hội chợ thì chúng ta là tăng cường thực hiện trên cái nền tảng số trực tuyến, và tập trung là làm sao đưa được các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh nói chung và các sản phẩm ô cốp cũng như sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lên sàn thương mại điện tử và hướng tới là xuất khẩu ở các cái thị trường mà Việt Nam đã ký kết các cái hiệp định thương mại tự do. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận những kết quả mà ngành công thương Đồng Nai đã đạt được trong năm qua. Tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội. Trong tình hình mới hiện nay, nhiệm vụ năm 2022 của ngành rất nặng nề nên cần có giải pháp khắc phục những khó khăn trong năm qua để đạt mục tiêu đặt ra, nhất là không để thiếu hụt nguồn cung hàng hóa trong các trường hợp cấp bách. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành công thương cần tập trung phối hợp mời gọi các dự án đầu tư vào các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại, dịch vụ logistics, tập trung đổi mới cách thức tổ chức chương trình xúc tiến thương mại theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời triển khai hiệu quả chương trình bình ổn giá, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025.